bán nó ra đôi trao rồi chứ. Bạn đi nói có thuy đến rồi, ai biết nay đang bơ hay ăn uống rồi. Thôi chúng ta cứ đi đợi lên đi đâu bơ rồi, ta kể để khi ăn xong nó rõ đàn nuôi rồi. Gu bên đèn nuôi say bơ lôi bơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.